Thưa quý khán giả, ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, chiếc mô tơ điện như người bạn thân thiết giúp nông dân tưới tiêu, bơm nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tai nạn từ những thiết bị này trở thành nỗi ám ảnh khi cướp đi sinh mạng của nhiều người. Theo thống kê của Điện lực Sa Đéc, trong 8 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn điện, làm 4 người chết, 1 người bị thương. Trong đó có đến 4 vụ liên quan đến mô tơ điện. Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 19 tháng 8 tại một hộ trồng hoa ở ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, làm một người tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do motor bị chạm điện bên trong ra giỏ. Còn đây là những hình ảnh rất dễ bắt gặp tại một số khu vực trồng hoa kiểng ở làng hoa Sa Đéc. Motor để trần bên ngoài, không che chắn, dây dẫn điện được kéo tạm bợ. Các mối nối treo lơ lửng, trụ điện không chắc chắn, không tiếp đất, không lắp CB chống giật. Theo cơ quan chuyên môn, đây chính là những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đau lòng vừa qua. Để nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng điện an toàn và hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn điện xảy ra, Điện lực Sa Đéc tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân bằng cách phát tờ rơi hướng dẫn và đến tận hộ dân chỉ cách lắp đặt motor an toàn. Thì nghe mấy chú điện lực cùng chỉ hướng dẫn cũng tận tình. Mình điện bọn mình không có ấy được, mình phải xài cho nó cẩn thận chút thì nó mới an toàn cho mình được. Thì mấy chú chỉ thì mình cũng hiểu được một phần thêm nữa. Khi mà vận hành cái motor, cái an toàn là thứ nhất là phải đặt cái motor là chỗ cố định, khô ráo, che đậy đảm bảo, không thấm nước, rồi che kín cái hộp tấu dây của motor, cái nguồn dây dẫn đi đến motor thì phải lắp trên trụ và có sức cách điện, các cái bó nối thì phải nối sole và băng keo cách điện. Trước khi mà sửa motor hoặc là mình mòi nước sửa motor gỡ cỏ thì chúng ta phải ngắt cái nguồn điện đến motor và chúng ta phải thử điện. Không còn điện mới tiến hành sửa chữa. Khi motor vận hành thì tuyệt đối là chúng ta không có nên chạm vào motor. Để những vụ tai nạn đau lòng không xảy ra thì mỗi người dân khi sử dụng điện cần đảm bảo các quy định về an toàn điện, bởi một phút lơ là bất cẩn có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.